Chào mọi người, thì hôm nay mình hơi buồn tại vì mình mới bị hắt ạt. Thì hôm nay mình mới lấy lại được ạt, thì đồ hình như là mất gần hết các bạn. Thì thật sự là mấy hôm nay mình rất là buồn, vì mà các bạn biết là mình cũng tâm huyết về ạt này khá là nhiều. Thì đây, ạc của mình hiện tại thì bị mất hết ngân phiếu. Đồ thì được anh em hỗ trợ cho lại vài món các bạn. Nói chung là khi mà mình vào ạc thì chỉ còn 3 món hoàng kim thôi. Đây, mấy món này thì nó không có, nhưng mà anh em thì cũng gửi cho mình. Thì mình xin cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì mình sẽ qua bên công văn thì mình cũng bị lấy hết đá luôn các bạn à. Đây, mình bị lấy hết đá công văn. Đồ trên bài bán của mình ngân phiếu thì mình cũng bị lấy hết luôn. Mình bán trên đây cũng kha khá đồ mà lụm được các bạn, thì cũng bị lấy hết luôn. Thì lúc mà mình bị hát ạ á, thì mình cũng có liên hệ bên VNG để hỗ trợ. Nhưng mà cuối cùng VNG á, thì lại nói một câu là không thể can thiệp vào được, bởi vì không hỗ trợ lấy lạc phẩm được các bạn. Thì nhiều bạn cũng động viên mình, xong rồi cũng cũng kêu mình là kêu Vinagame chết AB, xong rồi cái kiểu này này thì mình cũng nói rồi. Nhưng mà bên hỗ trợ thì cũng nói một câu là bên chúng em không thể can thiệp vào các giao dịch được. Thì mình có cái đoạn ghi âm nói chuyện với bên VNG, thì mình cũng bức xúc lắm các bạn à. Thì các bạn cứ mình mở cho các bạn nghe. Đây. Thì đây là mình có làm việc với bên hỗ trợ ấy. Thì lúc mà mình gọi điện lên á, mình phát hiện ạc bị hack đồ đấy bạn. Thì mình có yêu cầu là bên VNG khóa ạc của mình lại ngay lập tức, để cho những vật phẩm nó không bị bán ra cho người khác các bạn. Thì bên hỗ trợ này cứ bảo là nếu mà anh có chứng cứ thì anh cứ gửi hỗ trợ đi. Bên em sẽ giải quyết và hỗ trợ tận tình cho anh. Nhưng mà một hồi mình gửi hỗ trợ xong rồi mình gọi lại á, thì ở bên VNG lại bảo là bên em không có tiếp nhận cái trường hợp giao dịch ngoài lề trong game. Cái xong rồi mình có nhiều anh em cũng kêu mình là kêu yêu VNG check AP, mình cũng có gọi lại nói check AP, nhưng mà bên đó cũng không có hỗ trợ các bạn. Thì mình lấy được ạc, mà đây là cũng mình lời cảnh tỉnh cho mọi người là các bạn nên bật full thông tin ạc lên. Có nghĩa là bạn nên bật full thông tin, xác nhận các bước ạc, đồ thông tin, số điện thoại, Gmail các bạn bật full lên hết. Bởi vì các bạn tự bảo vệ tài sản của chính mình. Và đúng là thật, bởi vì trường hợp khi bạn bước vật vọng á, thì nó sẽ VNG sẽ khó lòng mà hỗ trợ các bạn. Thì mấy hôm nay mình rất là cảm thấy rất là
buồn các bạn à. Bởi vì có nhiều bạn mình cảm thấy cuộc sống cứ mà vì đồng tiền mà các bạn cứ sống kiểu mà như vậy. Còn riêng đối với mình á, mình chơi game hay là sống ngoài đời á, giàu nghèo gì á, miễn sao là mình làm công việc chân chính mình đi lên, mình đối xử với anh em bạn bè một cách sòng phẳng, họ mời bạn bữa ăn thì mình mời họ bữa nhậu, đó mới là tình cảm thật sự. Còn nhiều bạn cứ mà sống xong rồi lừa đảo người khác rồi xong vậy vậy. Mà mấy hôm nay mình cũng bị chết khá là nhiều bởi vì này mình cũng rất là tâm huyết các bạn. Thì bây giờ bạn ấy cũng làm như vậy thì mình cảm thấy khá là buồn. Nhưng mà thôi chắc mình đăng ký ạc full thông tin lại, sau mình sẽ búp lại. Thì lúc mà mình vô ạc các bạn, thì cái ạc mình nó không có đồ gì đâu, nó chỉ có 300k lực chiến thôi à. Đây thì mình sẽ tháo ra, nó chỉ có đúng 300k, chỉ còn đúng 3 món đồ thôi bạn. Đây, nó chỉ như vậy à. Ở xong thì anh em mới gửi cho mình đồ. Nè, mình mặc vào. Thì thực sự mình rất là cảm ơn anh em khá là nhiều. Đây. Mình thực sự mình cảm ơn anh em khá là nhiều. Rồi mình không biết phải nói cho bạn nghe cái cảm xúc mình thế nào, nhưng mà thực sự là hôm qua và hôm nay á, cả ngày mình không ăn uống vào được, công việc mình thì cũng không làm được gì, nhưng mà mình hôm nay thì mình cũng thấy vui trở lại bởi vì có nhiều anh em cũng động viên. Thì đây cũng là lời cảnh tỉnh cho mọi người là nếu các bạn mà đầu tư một ạc nào đó mà giá trị cao á thì các bạn nên nên đăng ký full thông tin xong rồi bật các bước bảo vệ cho bản thân. Thì có thể mình sẽ mất vài ngày nữa để búp lại đồ và có thể ra video khác cho mọi người. Thì mình xin cảnh tỉnh cho anh em về cái việc mà giao dịch trong game với cái vụ mà bất vụ phẩm thì sẽ khó lấy lại. À, mình xin cảm ơn mọi người đã xem video và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Thì mình sẽ sớm quay lại với những video khác. Mong mọi người thông cảm cho mình trong khoảng thời gian mình đang cảm thấy hơi bị mệt mỏi thế này. Chào tạm biệt mọi người.